Ngồi xuống. Ở đây, ngồi xuống coi. Hỏi nè. Đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Đói rồi hả? Cho ăn cơm nha. Ok. Nói đi, ok đi. Nói ok đi cha. Nói. Ok. Ok đi, nói bữa cơm. Ok. Ok. Nói đi. Ok. Bấm nói ok đi rồi cho ăn cơm. Nói. Ok. Mày ăn cái gì không để gì đó. Rồi cái đây bánh cơm cho ăn. Đi theo hả? Cơm chưa? Ra đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Yeah. Yeah. Tay bên này yeah coi. Tay bên này. Yeah. Nằm xuống. Nằm. Bằng. Sát. Chéo tay coi. Ngồi đi. Chéo tay. Nằm xuống. Tay đâu? Chéo lại. Chéo. Giỏi quá ta. Ngồi quý sao tập dữ vậy ta. Rồi. Đếm 1, 2, 3 nha. 1 2 2 cái gì mà ngon dữ vậy ta? Có bí nè, có bí gợ, thịt gà. Ngon quá. Ngầm ăn cái tướng này á. Này là hết kê xong nước. Ngồi yên đó đi. Ngồi xuống. Mưa 5 gram hoài luôn. Bắp thì té bánh mặt. Giò cẳng thì sình bụng không mà còn ngủ sao lọc nữa mày. Ngủ sao lọc.
sao tập nhìn mấy con gà kìa. Nhìn mấy con gà đó. Chưa. Nhào nhào lại à. Nè. Cho mẹ ăn luôn. Mẹ ý nha. Ăn đi. Trời ăn kìa. Ghét dễ sợ. Nè đầu tôm đó nè. Rồi đem vô nhà đi. Đúng chân đi chạm nhà bếp đi. Mẹ ơi. Ôi đẻ đóng hổi luôn. Gặn méo cái trứng luôn. Cha dân lưới lên. Trời ơi con gì mà nó đen. Là trời, có con cá gì đây? Con này là con cá cái gì đi ta? Đói. Không phải cá đói mày. Cá chém. Cá chép. Còn con này như là con trời nó có dạng viền đỏ luôn rồi tí. Đẹp quá ha. Coffee. Cái đó là con cắn cậu. Không phải con cá đối đâu mày. Úi là trời. Mày làm biến hả mày. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Đừng quên like và chia sẻ đăng ký kênh cho mình. Để mình có động lực ra nhiều video. Biết sao dừng không? Tại tí nó té. Bây giờ phải về tắm rửa thôi. Nếu yêu kênh của mình thì hãy bấm vào cái chuông để mình ra video mới để mọi người có thể nhận được video mới ra và mọi người xem giúp mình nha. Bye bye mọi người.